Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Kinh hoàng 6 tỉnh miền Trung, Trung Quốc đổ nát hoang tàn. Theo thống kê mới nhất, có ít nhất là 50 người thiệt mạng và 290 người bị thương khi vòi rồng tấn công thành phố biển Đông Bắc của Trung Quốc. Vòi rồng hình thành tại một thị trấn nhỏ ở Liêu Ninh vào khoảng 5 giờ sáng nay, đạt tốc độ kinh hoàng đã với khoảng 23 m/s trước khi suy yếu sau 15 phút. Theo tờ Tân Hoa Xã cũng vừa đưa tin mới đây, cơn bão đã càn quét thành phố, phá hủy nhiều nhà cửa, nhà máy và các khu phát triển kinh tế làm bật gốc các cây, khiến cho một số khu vực bị mất điện. Cũng vừa mới thống kê lại khoảng 100.000 người đã di rời và khoảng 2.100 người được giải cứu, hàng triệu người phải sơ tán. Theo Tân Hoa Xã cũng vừa đưa tin, lốc xoáy khá hiếm tại Trung Quốc, đặc biệt ở miền Bắc và không có dấu hiệu cảnh báo đặc biệt nào. Vào năm 2016 thì 99 người chết và hơn 800 người bị thương trong một trận lốc xoáy ở thành phố Liêu Ninh, Giang Tô, cũng không dừng lại ở đó. Vào sáng nay, theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì mưa lớn, lũ quét, vòi rồng bất ngờ xuất hiện đã xóa sổ một căn cứ quân sự và sân bay, nhà ga ở thành phố Trùng Khánh, làm cho hệ thống thông tin quân sự giữa Trùng Khánh và bên ngoài bị cắt đứt, khiến cho nơi này bị cô lập hoàn toàn. Trùng Khánh được coi là một thành phố huyết mạch của Trung Quốc, đó được coi là trung điểm để cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men giữa các tỉnh như Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán và một số tỉnh thành khác. Chính vì thế mà căn cứ quân sự cũng như là khu vực sân bay trên được đánh giá là rất quan trọng. Do vậy, vào sáng ngày hôm nay, khi nghe thấy tin động trời đó, nhân dân của Trung Quốc đã rất lo lắng và sửng sốt. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông Tập Cận Bình vẫn ung dung tự tại, điều binh lính của Bắc Kinh đi ra ngoài Biển Đông để xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, mặc cho một căn cứ quân sự ở thành phố Trùng Khánh bị lũ lụt cuốn trôi. Theo tờ báo địa phương ở thành phố Trùng Khánh cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 6h15 sáng theo giờ địa phương, hiện chỉ còn một vài người lính canh gác sống sót. Những người này kể lại rằng lúc đó người thì vừa ăn, người thì đang xem bản tin thời sự buổi sáng, người thì đọc báo để cập nhật tình hình mới nhất về mưa lũ tại Trung Quốc. Bất ngờ nghe tiếng ầm ầm của nước lũ từ thượng nguồn đổ về, cùng với đó là tiếng quạ kêu, vượn hú nghe inh ỏi cả một khu quân sự rộng lớn lên tới vài ha. Tất cả mọi người ở khu căn cứ quân sự tại thành phố Trùng Khánh, không ai có thể nghĩ rằng dòng nước lũ mạnh có thể cuốn trôi mọi thứ. Chỉ trong vòng chưa đầy 9 phút thì những chiếc xe quân sự, những khẩu súng, kể cả những chiếc xe tăng nặng hàng ngàn tấn cũng đã bị cuốn trôi. Lợn ngà cũng nổi lênh bênh của một tiểu đoàn hậu cần gần đó khi dòng nước lũ đi qua, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Những người sống sót kể lại khi họ phát hiện ra dòng nước ào ào lao tới với tốc độ ước tính khoảng 8 km/h, họ lập tức nhấn chuông báo động kêu vang một vùng trời. Sau đó họ bỏ chạy lên núi vì căn cứ này được đặt sát một quả núi mang tên Tần Ninh. Một số người trong đơn vị vì chủ quan không chạy lên núi nên đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Số người đã bị cuốn trôi ước tính khoảng hơn 100 lính. Hiện chính quyền địa phương đã huy động đội cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp mang theo trực thăng, phao cứu sinh và những trang thiết bị tối tân hiện nay bậc nhất để cứu nạn nhưng đều vô vọng. Hiện thì chưa có thông tin chính xác từ cơ quan chức năng của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, theo lời kể và nhận định của nhóm lính sống sót kể lại rằng, sự việc này là do lũ quét kết hợp với lũ ống và mưa lớn suốt hơn 60 ngày đêm từ trên thượng nguồn đổ xuống sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đổ về nên mọi người không kịp trở tay. Vào đêm ngày hôm qua, một số binh lính trong khu quân sự đã mơ thấy một con quái thú khổng lồ, to hơn cả con khủng long cáp đi tất cả mọi người, chỉ còn anh và một số người sống sót. Điểm báo đó ngay sau đó đã được báo cáo lên lãnh đạo cấp trên. Những lãnh đạo cao nhất của đơn vị cho rằng đó là chuyện hoang đường giữa ban ngày, cho nên mọi người cũng không để ý đến. Người ta gọi là ý trời đang ra tay trừng phạt Trung Quốc từng ngày, từng giờ vì tội chuyên đi gây hấn, bắt nạt Việt Nam và một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay đã đăng tin, mưa lũ thượng nguồn vẫn tiếp tục diễn ra ngày càng mưa to dữ dội, nhất là vào lúc nửa đêm và rạng sáng, lúc mà mọi người đang chìm trong giấc ngủ say, và cảnh báo tất cả mọi người đang sống ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp phải cẩn thận và không được chủ quan. Bởi vì trong hôm nay hoặc là ngày mai, vùng Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán tiếp tục xuất hiện lũ quét, sạt lở, thậm chí có cả mưa đá và vòi rồng. Tờ báo Trung Quốc còn tạm thời thống kê tình hình mưa lũ ở Trung Quốc từ đầu tháng 6 đến bây giờ đã gây ra biết bao nhiêu thiệt hại về con người và của. Tờ báo Trung Quốc nói rằng mưa lũ đang lây lan sang một số tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc, thậm chí vùng mây của nó đang trôi từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vì thế một số tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam như Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai cũng sẽ xuất hiện mưa to đến rất to. Kính thưa quý khán giả, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được,
hiện nay ở Trung Quốc đang hứng chịu một trận mưa bão kịch liệt tàn phá tất cả mọi thứ. Theo CCTV cho biết, đây là cơn bão nguy hiểm hiếm gặp, tấn công vào tháng 10 trong năm nay. Vào rạng sáng ngày hôm nay, cơn bão số 7 trong năm nay của Trung Quốc, cơn bão Nesat đã đổ bộ vào bờ biển huyện Trương Phủ, tỉnh Phúc Kiến với sức gió tối đa gần tâm bão giật cấp 13. Bão Nesat đã gây thiệt hại không hề nhỏ tới cơ sở vật chất, cuộc sống của người dân địa phương. Ở Long Hải, Trường Châu mái nhà và tường tôn của một nhà xưởng đã bị thổi bay khoảng 50m, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về thương vong tại nhà xưởng này. Ngoài ra, các rào chắn đường ở thành phố Dương Châu cũng đã bị đánh sập, thậm chí có lan can bị gió thổi mạnh đè lên cảnh sát giao thông đang trực chiến, hất tung các xe cộ đang lưu thông ngoài đường, làm cho tất cả mọi thứ rối loạn. Do ảnh hưởng của cơn bão Nesat, nhiều công trình đã bị hư hại, số lượng lớn cây cối bị đổ đè gãy cột đèn giao thông, các tòa nhà cao tầng bị rung lắc mạnh, khiến cho người dân chạy thảm loạn. Đường dây điện hư hỏng và hiện chưa được công bố con số thương vong về người và thiệt hại về của. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, đây là cơn bão thứ 3 trong năm nay tấn công vào tỉnh Phúc Kiến, cũng là cơn bão nguy hiểm và nghiêm trọng nhất. Báo khí tượng của Trung Quốc nhận định, Nesat là một cơn bão nóng tính từ khi được hình thành cho đến khi đổ bộ chỉ mất chưa đầy một ngày. Sau khi bão đổ bộ, giới chức địa phương đã ngay lập tức ra tuyến đầu kiểm tra tình hình ứng phó cứu viện, 6.840 cán bộ cơ sở vào vị trí liên tục trực chiến. Tổng cộng 32 triệu người ở khu vực bị đe dọa đến tính mạng vẫn chưa được di chuyển đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, 22 danh lam thắng cảnh trên biển, ven biển, khu nghỉ dưỡng ven biển phải đóng cửa, 174 công trình duyên hải và dự án đang thi công phải dừng hoạt động, sân bay Hạ Môn có 178 chuyến bay bị hủy và 48 chuyến bay bị lùi lịch. Tuy nhiên, cơn bão Nesat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây mưa lớn. Chỉ chưa đầy nửa ngày mưa đã hình thành lũ quét mạnh ở các vùng cơn bão đi qua, khiến cho các cấp chức năng không kịp báo cho người dân để đề phòng và ngăn chặn các rủi ro xấu nhất có thể xảy ra. Sau khi cơn bão đổ bộ miền Đông Trung Quốc vào hôm thứ Năm vừa qua, những hình ảnh về một căn hộ chung cư bị xé toạc, toàn bộ phần ban công, cửa kính và cả tường ở phía ngoài đã tiếp tục gây bão trên mạng xã hội của nước này. Theo Taiwan News, sự cố nói trên đã khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng. Cụ thể, vào khoảng 3h30 sáng ngày thứ Tư, bão đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang và sau đó tiếp tục di chuyển về phía thành phố Ôn Châu, nơi được biết đến là thành phố của những gia đình thuộc thành phần nhà giàu mới nổi. Những trận mưa lớn do cơn bão này đã gây ra tình trạng ngập lụt, lũ lụt nghiêm trọng tại các khu vực. Hơn 830.000 hộ gia đình ở Ôn Châu đã bị mất điện và phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Taiwan News Check dẫn những thông tin của đài truyền hình Cáp Nhĩ Tân, sức gió mạnh tới cấp 12, bão đã vô tình làm lộ sau một dự án bã động. Cụm từ được sử dụng để nói đến những công trình chất lượng kém, sử dụng các vật liệu xây dựng không đạt chuẩn tồn tại rất nhiều ở Trung Quốc. Những hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ cho thấy, phần vách tường, cửa kính ở phía ngoài nhiều căn hộ thuộc tòa chung cư 18 tầng ở thành phố Cẩm Hoàn, Thái Châu đã bị gió bão xé ngọt như dao cắt. Gió bão không chỉ cuốn bay cửa sổ, lan can và tường bao ngoài căn hộ mà thậm chí còn thổi bay một chiếc máy gặt. Một số hình ảnh khác cho thấy phòng khách của người dân đã trở nên trần trụi sau khi bức tường bị gió bão xé toạc như xé bìa cắt tông. Được biết, vào đầu năm 2011, khi một số người dân chuyển đến sống tại tòa chung cư này, họ đã phát hiện tòa nhà bị nghiêng hẳn sang một bên và đã phải khẩn cấp di tản để chủ sở hữu và nhà tiến hành sửa chữa. Phản hồi về trường hợp người phụ nữ 62 tuổi mất mạng do gió bão, bộ phận phụ trách quan hệ công chúng của thành phố Ngọc Khang đã giải thích như sau: sức gió trong trận bão lần này thật sự mạnh hơn rất nhiều so với những năm trước và có thể điều này đã gây ra thiệt hại cho các căn hộ chung cư. Và việc người dân bị ngã và bị gió cuốn bay thiệt mạng là do nạn nhân bất cẩn khi đóng cửa sổ. Trong khi đó, đề cập tới vấn đề chất lượng của các căn hộ chung cư, cơ quan trên cho biết người dân nên thảo luận với những phòng ban có liên quan. Thưa quý vị, cũng theo một tin có liên quan, hôm qua dư luận Trung Quốc lại tiếp tục một đêm xôn xao sau khi dị tượng trăng máu xuất hiện trên bầu trời Thiểm Tây và đã dẫn đến một thảm họa kinh hoàng vào buổi sáng hôm sau. Khi vào ngày hôm qua, bầu trời Thiểm Tây đang trong trẻo bỗng có nhiều tiếng nổ vang lên như sấm rền từ hướng đông bắc chuyển dần tới phía tây nam thủ Vũ Tân An, trời long đất lở, tối đen như mực, nhiều nhà cửa bị đổ sập. Bức tượng cao gần 20m của Tập Cận Bình đang thi công sắp hoàn thành ở trung tâm thành phố Tân An đã bị phá hủy tan tành và đã có hàng chục ngàn người bị tử vong tại thảm họa kỳ bí khó lý giải trên trong một tình trạng trần như nhộng, quần áo bị thổi tung, bay xa đến hàng chục km. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể giải đáp. Sông Dương Tử cơn thịnh nộ.
Kính thưa quý vị khán giả, người dân Trung Quốc dọc theo sông Dương Tử, nơi đã bị ngập trong lũ lụt, đang cấp tập gia cố đê bao trước khi đập Tam Hiệp xả thêm nước, khiến các thị trấn bị ngập lần nữa bởi trận lụt lớn thứ 3 vào mùa hè này. Lũ trên sông Dương Tử một lần nữa cơn thịnh nộ. Từ tối qua, nước mưa bắt đầu đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp ở vùng trung lưu sông Dương Tử với tốc độ hơn 65.000 mét khối mỗi giây. Theo tờ Asia Times đưa tin cho hay, lượng nước tương đương với tốc độ dòng chảy cao nhất 12 ngày trước đã bổ sung hơn 12 tỷ mét khối nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ. Sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Bắc Kinh cuối tuần trước cảnh báo về một trận đại hồng thủy mới, tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, nhà điều hành đập một lần nữa đặt mình vào tư thế sẵn sàng như trong thời chiến. Tập đoàn đã mở cổng xả lũ và đập tràn vào 2 ngày vừa qua nhằm hạ bớt mực nước trong hồ chứa xuống dưới 39 tỷ mét khối để có thể tiếp tục trữ lũ mới từ ngày hôm qua. Vào sáng nay, tập đoàn cho biết khối lượng dòng nước được ghi nhận tại các hồ chứa ở thượng nguồn dao động trong khoảng 55.000 đến 65.000 mét khối mỗi giây. Kế hoạch là giữ nước lũ càng nhiều càng tốt để có thêm thời gian cho các thành phố ở hạ lưu tăng cường phòng thủ. Nước sẽ được điều chỉnh vào sông Dương Tử chỉ với tốc độ 39.000 mét khối mỗi giây để có thêm thời gian. Tân Hoa Xã hôm nay dẫn lời nhà điều hành nói rằng hồ chứa của đập đã có ít nhất 14 tỷ mét khối dung tích bổ sung để làm chậm lũ lụt. Mặc dù dòng chảy nước lũ hiện đã tăng thêm 14.000 mét khối mỗi giây, nhưng phải cần 13 ngày để hồ chứa Tam Hiệp đầy đến ngọn. Khả năng điều tiết lũ trên lý thuyết của toàn bộ dự án Tam Hiệp là 22,15 tỷ mét khối. Trong một nỗ lực để bác bỏ suy đoán về sự cố vỡ đập Tam Hiệp có thể xảy ra, Tân Hoa Xã vào tuần trước thừa nhận rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng nhẹ ở một số phần ngoại vi của công trình, nhấn mạnh hôm nay rằng lũ lụt năm nay là nghiêm trọng nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Lưu lượng cao nhất 64.000 mét khối mỗi giây được ghi nhận vào ngày thứ 2 tuần trước, cho đến thời điểm hiện tại là kỷ lục của năm nay, nhưng nhỏ hơn mức 71.200 của năm 2012 khi đập Tam Hiệp trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi nó được hoàn thành vào năm 2002. Tân Hoa Xã cho biết kết cấu của đập Tam Hiệp gần như không thể xâm nhập được và tất cả các chỉ số về tình trạng kết cấu của đập đều nằm trong các thông số thiết kế. Tập đoàn Tam Hiệp cũng nhấn mạnh trên tài khoản WeChat của mình rằng đập Tam Hiệp được làm bằng 17 triệu mét khối bê tông cốt thép và là đập trọng lực nên nó sẽ chịu được một quả bom hạt nhân cũng như lũ lụt tồi tệ của một trận đại hồng thủy. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Xi Jinping hôm nay đã nói trong một cuộc họp khẩn cấp với tập đoàn Tam Hiệp rằng cần có hành động cẩn trọng và chắc chắn để điều tiết và giảm thiểu nước dọc theo toàn bộ sông Dương Tử. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã cảnh báo mưa xối xả tiếp tục đổ vào tỉnh miền Trung Hồ Bắc, nơi có đập Tam Hiệp, cũng như các tỉnh thượng nguồn Trùng Khánh, Quý Châu và Quảng Tây và các tỉnh hạ lưu như Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Các tỉnh này sẽ có lượng mưa trên 180mm một ngày trong suốt tuần, với một số khu vực có lượng mưa lên tới trên 70mm mỗi giờ. Quý vị thân mến, đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc hôm nay lại tiếp tục xả lũ khi thượng nguồn sông Dương Tử hứng trận lụt thứ 3 trong năm. Theo Tân Hoa Xã cho hay, trận lụt thứ 3 trong năm ở sông Dương Tử xảy ra ở thượng nguồn khi hồ chứa Tam Hiệp chứng kiến dòng chảy 52.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua. Ngày hôm nay, các nhà chức trách Trung Quốc tăng cường tuần tra đê và cống xung quanh sông Dương Tử, sông Hoài và Hồ Thái Hồ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống lụt bão. Văn phòng Cơ quan Phòng chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc kêu gọi nỗ lực lập kế hoạch tuần tra chi tiết và thực hiện các cuộc tuần tra 24 giờ trên các đê và cống chính quanh sông và hồ. Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết sẽ tiếp tục điều động lực lượng cứu hộ và phân bổ nguồn cung cấp cho các vùng bị lũ lụt để cứu trợ thiên tai. Trước đó, Bộ Quản lý Khẩn cấp và Bộ Tài chính đã ban hành 35 triệu nhân dân tệ, khoảng 5,28 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp ở Hồ Bắc, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Trong khi đó, các trận mưa lớn ở Trùng Khánh đã khiến 7 người chết và ảnh hưởng đến hơn 145.000 người ở khu vực nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử. Cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương cho hay, đến 4 giờ chiều ngày hôm nay, khoảng 4.343 người đã được sơ tán, khoảng 846 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 254 triệu nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đô la Mỹ. Trận lụt thứ 3 ở Dương Tử đã đi qua Trùng Khánh vào ngày hôm nay. Vào lúc 6 giờ 40 phút chiều, nước tại trạm thủy văn Kutan đã cao hơn 1,65 mét so với mức cảnh báo, nhưng từ từ rút xuống. Chính quyền thành phố áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời ở các khu vực thuộc thượng nguồn sông Dương Tử vào ngày hôm qua để đảm bảo an toàn giao thông trên sông. Ngày hôm nay, tờ China Daily dẫn lời tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp khẳng định rằng con đập lớn nhất Trung Quốc này vẫn an toàn. Hiện tại, đập Tam Hiệp đang hoạt động trong tình trạng tốt, không có biến dạng hoặc rủi ro khác.
và con đập không dễ vỡ như một số người nghĩ, đại diện tập đoàn nói. Giám sát an toàn là một phần của dự án. Các thiết bị giám sát đã được lắp đặt trong đập vào đầu năm 1994 để đo lượng tình trạng hoạt động của đập một cách kịp thời và chính xác. Khoảng 12.000 thiết bị đã được lắp đặt vào cuối tháng 6, bao gồm các tòa nhà, nền móng và sườn dốc để theo dõi sự biến dạng rò rỉ, áp lực rò rỉ, động đất mạnh và các tình huống khác. Công tác kiểm tra thủ công cũng đã được thực hiện để đảm bảo an toàn. Tin đồn về sự biến dạng hoặc vỡ đập Tam Hiệp là đáng báo động. Bất kỳ dự đoán nào mà không có dữ liệu theo dõi khoa học cẩn trọng là vô trách nhiệm, nghiệp dư và có động cơ, đại diện tập đoàn Tam Hiệp khẳng định. Trả lời nghi vấn việc xả nước liên tục từ hồ chứa Tam Hiệp năm nay đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử, đại diện tập đoàn cho biết xả lũ không có nghĩa là hồ chứa không đóng vai trò kiểm soát lũ. Ví dụ, dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp đạt 53.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Theo lệnh chỉ đạo từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi, khối lượng xả phải được kiểm soát ở mức 38.000 mét khối mỗi giây. Vào thời điểm đó, 34 tổ máy của nhà máy thủy điện Tam Hiệp hoạt động hết công suất với lưu lượng khoảng 35.000 mét khối mỗi giây. Dòng chảy còn lại khoảng hơn 4.000 mét khối mỗi giây được xả qua đập tràn. Mặc dù việc xả lũ đang được tiến hành, nhưng tổng lưu lượng 35.000 mét khối mỗi giây nhỏ hơn dòng chảy 58.000 mét khối mỗi giây, có nghĩa là dự án vẫn đóng vai trò kiểm soát lũ. Việc trữ nước lũ của hồ chứa đã làm giảm áp lực kiểm soát lũ của hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây. Lượng nước đổ về đồng bằng sông Hoàng Hà lên kỷ lục. Thưa quý vị, theo Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tổng cộng 170 triệu mét khối nước đã được cung cấp để cải thiện môi trường của đồng bằng sông Hoàng Hà trong gần một tháng, đạt mức cao kỷ lục. Lượng nước này tăng 240% so với mức trung bình trong thập kỷ qua. Tân Hoa Xã dẫn lời Cheng Yang Hong, phó giám đốc bộ phận dẫn dòng của Ủy ban. Với diện tích 173.000 ha, đồng bằng sông Hoàng Hà có hệ sinh thái đất ngập nước lớn nhất, đầy đủ nhất và trẻ nhất trong vùng ôn đới ấm áp của thế giới. Tăng cường bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước ở đồng bằng sông Hoàng Hà được đánh giá là có ý nghĩa lớn với việc duy trì an ninh hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Từ năm 2008, Ủy ban Bảo tồn bắt đầu thực hiện các quy định sinh thái ở vùng hạ lưu sông Hoàng Hà và tiến hành bổ sung nước sinh thái cho các vùng đất ngập nước trong khu vực bảo tồn thiên nhiên đồng bằng sông Hoàng Hà. Dữ liệu giám sát cho thấy, diện tích bề mặt của đồng bằng sông Hoàng Hà đã đạt 60.000 ha, tăng 5.000 so với đợt bổ sung nước trước đó, mực nước ngầm cũng đã tăng 1,6 m. Đường giao nhau của sông và biển đã di chuyển ra ngoài 23 km, làm chậm sự xâm lấn của nước biển và bảo vệ hệ sinh thái. Sông Hoàng Hà là con sông dài thứ hai của Trung Quốc sau sông Dương Tử. Sông Hoàng Hà được gọi tên này bởi màu của nước sông vàng đục khi nước chứa đầy trầm tích, vốn có thể lên tới 34 kg một mét khối nước. Trải dài 5.464 km, sông Hoàng Hà bắt đầu từ khu vực cao nguyên ở tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc và đổ ra biển Bột Hải ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Bão số 4 gây ngập lụt sau trận hạn hán tồi tệ nhất 50 năm qua ở Đài Loan. Kính thưa quý vị khán giả, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây ngập lụt lớn ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc nhưng lại là những cơn mưa vàng ở hòn đảo này. Áp thấp nhiệt đới Choi Wan đổ bộ vào phía đông của Đài Loan hôm vừa qua mang đến những trận mưa lớn cho hòn đảo đang rất cần nước do hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua. Trong 24 giờ kết thúc vào tối ngày thứ Sáu, những trận mưa vượt quá 200mm đã đổ xuống các khu vực miền Bắc và miền Trung của Đài Loan. Những trận mưa lớn sẽ giúp giảm bớt lo ngại về các vấn đề sản xuất liên quan đến hạn hán đối với ngành công nghiệp bán dẫn quan trọng của hòn đảo. Vào thời điểm tình trạng thiếu chip máy tính toàn cầu đang gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đây là cơn bão thứ tư được đặt tên ở Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2022, hình thành vào đầu tuần trước trên vùng biển phía đông Philippines. Sau khi đạt sức gió 80 km/h, bão số 4 di chuyển qua Philippines với những trận mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất, khiến 8 người thiệt mạng và 15 người khác mất tích. Sức cắt gió đã ngăn không cho bão số 4 mạnh lên khi nó đến gần Đài Loan, mang lại điều mà hòn đảo này cần. Một áp thấp nhiều mưa, không có gió gây hại chiều cường. Theo CNA đưa tin, cơ quan thủy lợi Đài Loan VKLRA đặt hy vọng vào cơn mưa mận này được dự báo vào cuối tuần qua với lượng mưa 110mm có thể đổ xuống các khu vực gần các hồ chứa nước quan trọng. Hầu hết các trận mưa đã mang lại lợi ích cho các hồ chứa ở miền Bắc Đài Loan, làm đầy hồ chứa Feng Shui lên 71,6% và hồ chứa Xin San lên 82%, nhưng ảnh hưởng rất ít đối với miền Trung và Nam Đài Loan.
WRA cho biết tất cả lượng nước được bổ sung vào các hồ chứa hôm 5 tháng 6 đạt tổng cộng 19,84 triệu tấn, tương đương với một ngày rưỡi lượng nước tiêu thụ của cả Đài Loan. Một cuộc họp của Trung tâm ứng phó thảm họa hạn hán dự kiến diễn ra vào ngày mai có khả năng đạt được quyết định về phân chia lượng nước dựa trên lượng mưa vào cuối tuần sắp tới. Theo dự báo thời tiết của trang Zoom Earth, dự kiến đến 19 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía Nhật Bản với sức gió 45 km/h. Mưa lũ ở Trung Quốc vừa qua đã làm ít nhất 24 người chết chỉ trong vòng một ngày và hồ chứa đập Tam Hiệp vượt mức báo động 15 mét. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, bốn cửa xả lũ của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã được mở hôm qua khi mực nước ở hồ chứa đập khổng lồ dâng cao hơn 15 mét so với báo động. Con đập đã giữ lại khoảng 45% lượng nước lũ, theo tập đoàn đập Tam Hiệp. Bộ Khẩn cấp Trung Quốc cho biết trong một báo cáo trực tuyến ở phía thượng nguồn có 16 người đã thiệt mạng tại Trùng Khánh vào sáng qua, 8 người chết ở tỉnh Hồ Bắc, hơn 23.000 người đã được sơ tán và 1.231 ngôi nhà bị phá hủy. Trước đó, 3 vụ lở đất ở thị trấn Dunhao ở một vùng núi của Trùng Khánh khiến 8 người chết, các thi thể đã được tìm thấy vào tối qua. Sau khi hơn 200 người tìm kiếm và cứu hộ, lượng mưa ở thị trấn Dunhao lên đến gần 400mm. Đài truyền hình CCTV cho thấy người dân dọn dẹp những đường xá lầy lội và những cửa hàng còn đọng nước ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Sau trận lụt nghiêm trọng hôm vừa qua, nhân viên cứu hộ đã sử dụng bè bơm hơi để giải cứu hơn 1.900 người bị mắc kẹt trong nhà và các tòa nhà khác. Lũ lụt theo mùa tấn công phần lớn Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là vào khu vực miền Trung và miền Nam. Nhưng lượng mưa năm nay cao bất thường, khoảng 1,8 triệu người đã được sơ tán và thiệt hại trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới hơn 7 tỷ đô la Mỹ, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp. Mối lo ngại lũ chồng lũ đang tăng lên ở Vũ Hán và các đô thị hạ nguồn sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người. Trận lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, Trung Quốc, được thiết kế để chịu đựng lũ lụt ở quy mô thế kỷ, nhưng nó đã thất bại trong kiểm soát lũ năm nay, theo các chuyên gia nhận định. Thưa quý vị, mới đây, truyền thông Trung Quốc khẳng định không có gì nghiêm trọng xảy ra khi trận đại hồng thủy thứ 3 trên sông Dương Tử đã đi qua đập Tam Hiệp hôm vừa qua. Nhà điều hành đập Tam Hiệp cho biết con đập cao 185m đã giữ lại hơn 1/3 lượng nước lũ trên thượng nguồn sông Dương Tử. Vào lúc cao điểm, dòng chảy do mưa lớn ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đổ vào đập với tốc độ 62.000m³ mỗi giây và được xả ra ở mức 38.000m³ mỗi giây. Tân Hoa Xã cho biết không có trận lụt nghiêm trọng nào được báo cáo trên khắp các thành phố lớn, bao gồm Vũ Hán phía đông đập, và con đập đã giảm nhẹ mối đe dọa lũ lụt. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã dự báo đợt lũ lụt ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc. Điều tồi tệ nhất của mùa mưa kể từ đầu mùa lũ gây ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Dương Tử, có thể sớm kết thúc, nhà khí tượng học cao cấp Zhang Yuan nói. Tuần trước, Tân Hoa Xã chính thức cho biết một phần kết cấu của đập Tam Hiệp bị vênh nhẹ do áp lực từ nước dâng. Tiết lộ của Tân Hoa Xã làm dấy lại những đồn đoán về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp và việc con đập có thể chịu đựng được áp lực trong bao lâu. Thông thường hiếm khi Tân Hoa Xã thừa nhận đập Tam Hiệp bị biến dạng khi giữ nước lũ để bảo vệ các thành phố hạ lưu như Vũ Hán. Nhưng thời điểm lần này là đáng chú ý, liệu đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang thay đổi thái độ đối với đập và các dự án thủy điện lớn khác. Tờ Asia Times dẫn lời một giáo sư giấu tên tại trường quản trị của Đại học Bắc Kinh cho hay, đồng thời nói thêm rằng giới chức Trung Quốc hiện nay có thể ít say mê với các dự án siêu đập như đập Tam Hiệp. Nhưng những tranh cãi xung quanh đập thủy điện lớn nhất thế giới chưa bao giờ biến mất sau hơn 2 thập kỷ khi nó chặn sông Dương Tử, dòng sông dài nhất châu Á vào tháng 11 năm 1997. Một số chuyên gia cho biết mùa hè này lũ lụt lan rộng ở các tỉnh hạ lưu, bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô, cho thấy sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt. Họ nói mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Dương Tử rất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn đã được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Phan Xiao, kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc cho biết, dựa trên tính toán của mình, con đập chỉ giữ lại 9% nước lũ trên sông Dương Tử trong năm nay. Ông lập luận rằng con đập có thể tạm thời ngăn lũ ở thượng nguồn, nhưng có ít tác dụng với lũ lụt từ những cơn mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Ông cũng cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần, nhưng nó
đó đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình, mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thông số thiết kế. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trong tuần này, nếu thời tiết không cải thiện và các giải mưa không chuyển dịch sang nơi khác, thì lũ lụt dọc theo sông Dương Tử kể từ đầu mùa lũ có thể khiến khả năng chịu đựng của đập Tam Hiệp bị đẩy đến điểm nguy kịch. Mục tiêu bao trùm của đập Tam Hiệp là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy nhiên, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần vào mùa hè này, mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể đã tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập. Cũng có những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể chuyển hướng ưu tiên ra khỏi các dự án thủy điện. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phê duyệt 3 dự án trong năm nay để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân hoặc mở rộng năng lực sản xuất hiện có, nhưng không có đập mới hoặc kế hoạch thủy điện trên các con sông lớn được công bố. Kính thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay đã nâng cảnh báo mưa bão lên màu vàng khi những trận mưa lớn không ngừng liên tiếp dội xuống nhiều vùng ở nước này. Theo CCTV đưa tin, dự báo thời tiết từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ sáng hôm nay đến sáng ngày mai, mưa như chút sẽ diễn ra ở một số tỉnh An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Và sáng hôm qua, một trận lũ mới trong năm đã lại tiếp tục hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Nhiều khu vực của Trung Quốc phải tăng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt và chuẩn bị sơ tán cư dân. Kể từ đầu mùa lũ, 141.000 người đã chết hoặc mất tích, 37,89 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 2.246.000 người phải di rời do lũ lụt ở 27 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc, bao gồm các tỉnh phía đông là An Huy và Giang Tây. Mực nước của 433 con sông ở Trung Quốc đã dâng lên vượt quá mức nguy hiểm và 33 con sông trong số đó đã dâng lên mức cao lịch sử, theo tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lên cấp cao nhất. Mực nước trong hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc dâng lên tới 22,6m lúc 10 giờ sáng thứ ba tuần trước, phá vỡ kỷ lục 22,5m được thiết lập vào năm 1998. Tính đến 21 giờ ngày thứ tư, lũ lụt đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 6,4 triệu người ở tỉnh Giang Tây, khiến ít nhất 654.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Cho đến nay, hơn 259.000 người đã nhận được viện trợ của chính phủ. Tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung, ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt đã được nâng lên cấp 2. Mực nước tại trạm thủy văn Hán Khẩu ở Hồ Bắc, một điểm trọng yếu của sông Dương Tử, đã giảm vào từ ngày thứ ba sau khi đỉnh lũ qua đi. Theo tin từ Ủy ban Thủy văn sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ít nhất 14 người chết và 5 người khác mất tích do lũ lụt tại tỉnh này. Hơn 9 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Các nhà chức trách ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc vào cuối ngày hôm nay đã tăng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất. Chính quyền địa phương cho biết mực nước trên nhánh chính của sông Dương Tử và tại trạm thủy văn quan trọng Wangjiba trên hồ Weihui ở tỉnh An Huy đều đã vượt quá mức cảnh báo, trong khi một đợt mưa lớn dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày tới. Sông Hoa Huê, dài 1.000 km ở An Huy, tuyến đường thủy quan trọng của Trung Quốc đã chứng kiến đợt lũ lụt thứ hai của năm bắt đầu từ tối qua. Quý vị thân mến, thời tiết mưa, bão, lũ lụt rồi lại đến nắng nóng, hạn hán xảy ra liên tiếp từ đầu năm đến nay. Hôm qua, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc NCSA cho biết hơn 500 di tích văn hóa đã bị thiệt hại trong trận lũ lụt gần đây ở miền Nam Trung Quốc. Theo Epoch Times dẫn nguồn tin từ ông Song Jingchao, Phó Giám đốc NCSA ngày hôm nay cho biết hơn 500 di tích văn hóa không thể di dời tại 11 tỉnh ở Trung Quốc, trong đó có Giang Tây, An Huy, Hồ Nam và Tứ Xuyên, đã chịu thiệt hại ở các mức độ khác nhau trong trận lũ lịch sử đang hoành hành ở Trung Quốc kể từ đầu tháng 6. Thiệt hại di tích nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở các khu vực dọc theo sông Dương Tử, nhiều cây cầu cổ, tường thành và nhà cổ đã bị phá hủy, theo ông Song Xin Chao. Theo thống kê, số lượng di tích lịch sử chịu thiệt hại do lũ lụt ở Giang Tây là 160 di tích, An Huy 144, Hồ Nam 62, Tứ Xuyên 41, Quảng Tây 35 và Hồ Bắc 31. Cầu Vồng 800 năm tuổi tại Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị lũ cuốn trôi, một ngôi nhà cổ chìm trong biển nước. Ông Song Xin Chao chỉ ra rằng các di tích văn hóa cổ đặc biệt dễ bị tổn hại khi đối mặt với các thảm họa thiên tai, khó có khả năng khôi phục. Các cây cầu cổ, tường thành và nhà cổ cùng các di tích văn hóa khác thường được kết cấu bằng các vật liệu gỗ, gạch, ngói, lại trải qua lịch sử lâu đời hàng nghìn năm, do đó không có khả năng chống đỡ trước những tác động nghiêm trọng của thiên nhiên và con người. Tại một thị trấn cổ ở An Huy, Trung Quốc, chính quyền địa phương phải cho chặn cổng thành để ngăn nước lũ.
NCSA cho biết đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ, tương đương 500.000 đô la Mỹ cho công tác cứu hộ di tích tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan hỗ trợ ứng cứu. Mưa lũ lớn ở Đài Loan, hàng nghìn người phải sơ tán. Thưa quý vị, vừa qua, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gây ngập ống lũ lụt, cộng thêm với lốc xoáy, vòi rồng ở Đài Loan đã làm ít nhất 6 người chết và nhiều cư dân phải đi lánh nạn. Mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp tại Đài Loan vừa qua đã làm 6 người thiệt mạng, trong đó 3 người chết vì sập giàn giáo ở thành phố Cao Hùng, phía nam hòn đảo này. Theo AFP cho biết, một số khu vực ở miền Trung và Nam Đài Loan chứng kiến lượng mưa lên tới 1.000mm. Giới chức Đài Loan tiết lộ gần 1.000 người bị thương vì ảnh hưởng của mưa bão, trong khi hơn 6.000 cư dân phải sơ tán. Người dân ở Cao Hùng và Đài Nam phải lội trong nước sâu tới đầu gối. Nhiều phương tiện giao thông bị chìm trong nước, đất đá sạt lở chắn nhiều tuyến đường. Áp thấp nhiệt đới đã di chuyển về phía Tây Bắc và ra khỏi Đài Loan, nhưng nước lũ vẫn chưa rút ở nhiều khu vực. Cục Khí tượng Đài Loan cho biết đây là trận mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng và cực kỳ hiếm gặp. Đài Loan thường chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão vào mùa hè. Năm ngoái, hơn 100 người đã bị thương khi bão Nessat đổ bộ gây lũ lụt và mất điện diện rộng ở hòn đảo này. Vệ tinh Xiaomi NPP của NASA NOAA đã cung cấp cho các nhà dự báo hình ảnh tráng ngợp về mắt và đuôi khổng lồ của bão số 5, bão Harpeth ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Mắt bão Harpeth hình thành rất nhanh chóng. Theo quan sát qua hình ảnh vệ tinh của cơ quan nghiên cứu hàng không và vũ trụ Mỹ NASA và cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ NOAA theo trang tin fish.org. Ảnh vệ tinh cũng cho thấy giải rông bão này tựa như một cái đuôi khổng lồ xoắn ốc quanh cơn bão lớn ở phía đông Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía đông bắc Luzon, Philippines hôm vừa qua đã nhanh chóng mạnh lên thành bão từ hôm qua và được đặt tên là bão Harpeth. Bão số 5 đã hình thành mắt bão, mặc dù mắt bão chưa nhìn rõ vì những đám mây. VIIRS cũng cho thấy những giải rông bão mạnh quanh mắt bão. Trong ảnh VIIRS, một giải rông bão dày đã mở rộng hướng nam-đông nam của mắt bão, tựa như một đuôi khổng lồ. Bão Harpeth đang ở phía đông bắc của Đài Loan, Trung Quốc vào thời điểm vệ tinh Xiaomi NPP chụp. Theo fish.org, bão Harpeth đã di chuyển về phía tây bắc và đổ bộ phía nam Thượng Hải, Trung Quốc tối hôm qua. Tâm của bão Harpeth dự kiến đi qua phía tây Thượng Hải và sau đó trở lại biển Hoa Đông. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão Harpeth dự kiến đổ bộ giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Thành phố Thượng Hải cũng chịu tác động của cơn bão này. Theo Fox News, các khu vực ven biển dễ bị tổn thương ở Trung Quốc đã được sơ tán. Các tàu cá cũng được gọi cập cảng trước khi bão Harpeth đổ bộ mang mưa lớn cho phía đông Trung Quốc trong bối cảnh phần lớn đất nước đang phục hồi sau đợt lũ lụt bất thường mùa hè năm nay. Dịch vụ phà và một số chuyến tàu hỏa đã bị ngừng hoạt động. 4.481 hành khách đã được rời khỏi các tàu thuyền ở vùng biển ngoài khơi các thành phố Ôn Châu và Tân Châu ở tỉnh ven biển Chiết Giang. Tại Phúc Kiến, các ngư dân ven biển đã được sơ tán, các điểm du lịch đóng cửa, các công trình xây dựng được lệnh ngừng hoạt động. Các tàu thuyền đánh cá được lệnh tránh ra khơi. Mùa bão năm nay ở Trung Quốc, theo Fox News, tương đối ôn hòa, dù lũ lụt lớn kể từ tháng 6 dọc theo các hệ thống sông lớn ở Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, buộc 2 triệu người sơ tán và gây thiệt hại hơn 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7 tỷ đô la Mỹ. Quý vị thân mến, bão Harpeth đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào rạng sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết. Theo tờ China Daily đưa tin, bão Harpeth, cơn bão số 5 trong năm 2022 ở Trung Quốc, đã đổ bộ vào các khu vực ven biển huyện Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng hôm nay, với sức gió gần tâm bão 137 km/h. Bão Harpeth mang đến những cơn mưa xối xả cho các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, gió giật từ cấp 7 đến cấp 10 ở một số khu vực như cửa sông Dương Tử, Vịnh Hàng Châu cũng như các khu vực ven biển của Chiết Giang và Phúc Kiến. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã nâng cảnh báo bão vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua từ màu vàng cấp độ 3 trong thang 4 cấp sang màu cam cấp độ 2 và lặp lại cảnh báo màu cam vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay. Dự báo bão Harpeth sẽ di chuyển theo hướng Bắc với cường độ dần dần suy yếu ra khỏi Chiết Giang vào tối nay và đi qua phía Bắc Giang Tô và phía Tây biển Hoàng Hải vào ngày mai trước khi di chuyển về phía bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên. Đến 10 giờ tối hôm qua, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã sơ tán 381.375 người dân. Một số dịch vụ tàu hỏa và công trình xây dựng ở Phúc Kiến đã bị tạm dừng. Thuyền bè được kéo lên bờ và người dân gần đó đã được sơ tán.
Thưa quý vị, cơn bão số 5 Hapit đổ bộ vào huyện Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày hôm nay với sức gió lên đến 136 km/h ở tâm bão. Theo CCTV, bão Hapit mang theo mưa to gây ngập lụt nặng ở nhiều vùng trũng thấp, cây cối, nhà cửa đổ sập. Một đoạn video do người dân quay được cho thấy đường phố ngập bùn, nước lũ cuốn theo rác rưởi chảy cuồn cuộn. Cơn bão xé toạc một bức tường gạch ven đường, làm hỏng nhiều xe cộ đậu gần đó. Huyện Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu hứng lượng mưa trung bình 257 mm. 212 trạm thủy văn ở Ôn Châu đo được lượng mưa từ 200 mm trở lên. Tại thành phố Duyên Hải, Thái Châu, bão Hagupit giật đổ cửa sổ trên tầng cao của chung cư, toàn bộ cộng đồng dân cư 2.600 hộ bị cắt điện và đường dây liên lạc. Bão Hagupit ra khỏi Chiết Giang, Trung Quốc với tốc độ 20 km/h và suy yếu. Giới chức địa phương cảnh báo những thảm họa thứ cấp như lở đất và lở bùn. Mưa lũ Trung Quốc chuyển miền Bắc đến lượt sông Hoàng Hà chịu trận. Kính thưa quý vị thân mến, mưa lớn gây lũ lụt ở Trung Quốc dự kiến sẽ chuyển hướng về miền Bắc trong tuần này, gây áp lực lên sông Hoàng Hà sau khi liên tục vùi dập miền Nam hơn 2 tháng qua. Yao Jikang, Phó trưởng phòng cứu trợ thiên tai và dịch vụ công của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo hôm qua rằng mưa lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực phía Bắc cho đến cuối tuần. Lượng mưa ở các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà và Hoài Hà ở phía Bắc và phía Tây Trung Quốc sẽ cao hơn từ 50-100% so với cùng kỳ những năm bình thường. Tờ China Daily dẫn lời ông Zhao nói và cho biết thêm rằng một số khu vực sẽ hứng chịu mưa đá và gió mạnh. Theo Cục Khí tượng, tỉnh Thiểm Tây có thể phải hứng chịu đợt mưa lớn nhất kể từ năm 1981. Yang Juan, một nhà khí tượng học của Cục Khí tượng, nói rằng đợt mưa ở Thiểm Tây này có thể lập kỷ lục ở một số nơi trong tỉnh. Những cơn mưa kéo dài có khả năng gây ra thảm họa địa chất và chính quyền địa phương nên có biện pháp phòng ngừa, bà Yang nói. Mưa di chuyển về phía Bắc sẽ gây nguy cơ lũ lụt cho thượng lưu và trung lưu của sông Hoàng Hà và sông Tùng Hoa. So với miền Nam, các thành phố ở miền Bắc có ít kinh nghiệm hơn nên việc phòng chống mưa bão và lũ lụt sẽ khó khăn hơn nhiều. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp đối với lượng mưa cực đoan ngắn hạn, lũ lụt đô thị, lũ lụt trên núi và lở bùn, bà Zhao nói. Trong khi đó, nắng nóng ở miền Nam Trung Quốc sẽ duy trì ở mức cao cho đến đầu tuần tới và nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Nhiệt độ ở phía Nam sẽ cao hơn 1-2 độ C so với mức trung bình lịch sử. Nhiệt độ cao và độ ẩm cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và nước, bà Zhao cho hay. Hôm qua, bão Hapit, cơn bão số 5 trong năm nay, đã đổ bộ vào Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang. Bão Hapit di chuyển về phía Bắc qua các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô với tốc độ 20 km/h. Bão rời Giang Tô trong ngày hôm nay vào biển Hoàng Hải trước khi di chuyển về phía bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên. Bão Hapit mang theo mưa to, gió lớn đến thành phố Ôn Châu ở Chiết Giang. Chính quyền thành phố ban hành cảnh báo màu cam, mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, tạm dừng hoạt động toàn bộ dịch vụ phà và ở những khu vực nguy cơ cao. Bão Hapit cũng gây mưa to ở Thượng Hải, làm ngập úng đô thị ở một số khu vực và làm gián đoạn giao thông. Có nơi nước ngập sâu tới 1,2 m. Ông Jia Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết trong tháng 8 dự kiến có từ 4-6 cơn bão, trong đó khoảng 3 cơn có thể đổ bộ vào Trung Quốc và có khả năng rất mạnh. Bão có thể vừa mang lại thiên tai vừa mang lại lợi ích. Ví dụ, chúng có thể mang mưa tới và làm giảm các đợt nắng nóng hạn hán ở các khu vực phía Nam, ông Jia nói. Đến nay, hậu quả lũ lụt Trung Quốc ước tính lên đến hơn 20 tỷ đô la Mỹ, ít nhất 158 người chết và mất tích, ảnh hưởng đến khoảng 54,8 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh, khoảng 368.000 ngôi nhà bị hư hại. Hồ Thủy điện Tân An Giang ở Chiết Giang, Trung Quốc xả lũ khẩn cấp lần đầu tiên trong 9 năm để hạ thấp đỉnh lũ hôm nay. Thưa quý vị, Hồ Thủy điện Tân An Giang là một dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường. Đây cũng là lần thứ 9 đập tràn của hồ chứa được mở để xả lũ kể từ khi nó được xây dựng vào những năm 1950. Hồ Thủy điện Tân An Giang thường được gọi là Hồ Thiên Đảo. Theo Tân Hoa Xã, đây là nguồn nước uống chính của Chiết Giang và đóng vai trò là hồ chứa chiến lược cho đồng bằng sông Dương Tử. Sông Tiền Đường là con sông lớn nhất ở Chiết Giang và được biết đến là nơi có thủy triều lớn nhất thế giới. Chiết Giang đã bị tàn phá bởi những đợt mưa tập trung trong hơn một tháng, với lượng mưa tích lũy đạt tới 455,1 mm, cao hơn 51% so với trung bình trước đó trong cùng kỳ.
Sau mưa lớn và lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước hồ tăng nhanh và vượt quá mực nước hạn chế lũ lụt. Ông Giang Chiao Hồng, Phó Giám đốc Văn phòng Bảo tồn nước địa phương cho biết, dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở các khu vực xung quanh hồ chứa trong 3 ngày tới và có nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện hoạt động hết công suất. Vì vậy, chúng tôi quyết định mở các đập tràn, ông Giang nói. Hồ chứa có tổng cộng 9 đập tràn, mỗi đập có thể xả nước với tốc độ 500 m khối mỗi giây. 5 đập tràn đã được mở vào trưa hôm nay. Thưa quý vị, tại miền Trung, mưa lũ khiến ít nhất 179 người chết, hàng chục người mất tích và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Những trận mưa lớn xảy ra cuối tuần trước khiến các con sông ở miền Trung và Tây Nhật Bản tràn bờ, gây lũ lụt và lở đất ở nhiều khu vực. Đây là thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại nghiêm trọng nhất ở Nhật từ năm 1982 đến nay. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay cho biết 179 người thiệt mạng, 67 người mất tích và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Trong ảnh, trực thăng cứu hộ đang bay qua thị trấn Mabi ở thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama. Tại Kurashiki, lũ lụt cùng lúc nhấn chìm toàn bộ các quận, buộc nhiều người phải leo lên mái nhà để chờ giải cứu. Sau khi dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang tập trung tìm kiếm ở Hiroshima, Okayama và các tỉnh khác ở phía Tây Nhật Bản. Thời điểm 72 giờ sau khi xảy ra thảm họa được xem là giai đoạn quyết định để tìm kiếm người sống sót. Khoảng 75.000 cảnh sát, lính cứu hỏa và binh sĩ được triển khai trong chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực miền Trung và miền Tây Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản hôm qua cho biết gần 269.000 hộ bị mất nước, 17.000 hộ gia đình chưa có điện, trong khi đường dây điện thoại ở nhiều khu vực đã bị cắt đứt. Hôm nay, điện đã được cấp lại cho toàn bộ những khu vực bị ảnh hưởng, song hơn 200.000 người vẫn đang sống trong cảnh không có nước dưới cái nóng 33 độ C. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết chính phủ đã quyết định chi 631 triệu đô la Mỹ trong các quỹ cơ sở hạ tầng để khôi phục sau thảm họa. Chúng ta sẽ đoàn kết và hành động nhanh chóng để vận chuyển nhu yếu phẩm tới các nạn nhân thiên tai bằng cách phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Họ đang mở rộng phạm vi tìm kiếm những người mất tích và bị mắc kẹt do mưa lũ. Theo thống kê, 17 cơ quan vận tải đường sắt đã phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại 56 tuyến đường ở miền Tây Nhật Bản. Số người chết trong mưa lũ hiện là 179. Song quan chức cho biết con số này sẽ còn tăng lên do hàng chục người đang mất tích và thiệt hại tại nhiều khu vực vẫn chưa thể xác định. Cơ quan cứu hỏa và thiên tai Nhật Bản cho biết, mặc dù chính phủ chưa nắm được đầy đủ mức độ thiệt hại, nhưng tính đến sáng nay, 347 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần và 9.868 ngôi nhà bị ngập lụt. Cục khí tượng Nhật Bản cho biết nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn là luồng khí cực ẩm. Theo cơ quan này, vùng nước biển gần Nhật Bản có nhiệt độ cao, các đám mây mưa dễ hình thành trong điều kiện như vậy. Sau mưa lũ, chính phủ Nhật Bản khuyến cáo người dân cẩn thận với nắng nóng có thể lên đến 35 độ C ở nhiều khu vực và tiếp tục đề phòng lở đất. Người dân nhận nước sạch tại trường trung học Mihara, tỉnh Hiroshima. Một lệnh sơ tán mới đã được ban bố tại tỉnh này sáng nay sau khi một con sông bị tràn bờ, ảnh hưởng đến 23.000 người. Ở tỉnh Ahime, chính quyền cho biết họ đang phải vật lộn để cung cấp thực phẩm khẩn cấp và nước cho một số khu vực bị cắt. Yoshinobu Kachunura, phát ngôn viên của Văn phòng Quản lý Thiên tai tỉnh cho biết sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục những khu vực bị tàn phá. Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Dương Tử. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt kéo dài trên sông Dương Tử là thử thách lớn đầu tiên của đập Tam Hiệp khổng lồ. Nhưng như lũ lụt đã chỉ ra, một mình đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Dương Tử. Theo tờ South China Morning Post cho biết, việc xây dựng các đập hoặc kênh nhỏ hơn đặt tại vị trí chiến lược ở thượng nguồn cũng quan trọng không kém. Lũ lụt kéo dài dọc theo sông Dương Tử ở miền Trung Trung Quốc đã làm sống lại những hồi ức kinh hoàng của trận lũ lụt năm 1998. Trận lũ lụt lịch sử khiến hơn 4.000 người chết và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Điều làm nên sự khác biệt của lũ lụt năm 2022 hiện tại đó là đây không phải là thử thách lớn đầu tiên đối với thiết kế của đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Dương Tử. Một dự án thủy điện và kiểm soát lũ được bắt đầu xây dựng vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006. Ngoài ra, đây cũng không còn là một bài kiểm tra về công nghệ của Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp viện trợ cơ sở hạ tầng. Mưa lớn kéo dài 2 tháng qua ở Trung Quốc dẫn đến lũ lụt tồi tệ đã khiến ít nhất 168 người thiệt mạng và mất tích. Chính quyền đã sơ tán hàng triệu người khỏi khu vực bị đe dọa. Quân đội Trung Quốc triển khai hàng ngàn binh sĩ để giảm thiểu thiệt hại lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử. Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Theo các nhà chức trách, không có lý do gì để lo sợ về một mối đe dọa
đối với cấu trúc của chính đập Tam Hiệp bởi nó được thiết kế để giúp đối phó với lũ lụt. Tuy nhiên, một số báo cáo bao gồm cả phương tiện truyền thông phương Tây đặt ra câu hỏi về sự an toàn của đập. Một số dựa trên việc giải thích sai về một bức ảnh vệ tinh cho thấy con đập bị uốn cong, dẫn đến lo ngại về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Trên thực tế, Trung Quốc đã phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn vào mùa hè này vì những lý do phức tạp không chỉ tập trung vào đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp đã đóng vai trò chống lại lũ lụt, nhưng không thật thực tế khi mong đợi một con đập dù lớn đến đâu giải quyết lũ lụt ở quy mô này, theo South China Morning Post cho hay. Khi nước lũ dâng cao ở thượng nguồn, chính quyền Trung Quốc đã phản ứng bằng cách xả một lượng lớn nước từ đập Tam Hiệp. Điều này chắc chắn đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu. Điều này đặt ra vấn đề về xu hướng của Trung Quốc tập trung vào các dự án lớn mà đầu tư chưa tương xứng các dự án công trình nước nhỏ hơn nhiều ở thượng nguồn. Theo các chuyên gia, xây dựng các đập hoặc kênh nhỏ hơn ở vị trí chiến lược tại thượng nguồn để điều tiết dòng chảy lũ có thể cũng quan trọng, nếu không muốn nói là như vậy. Theo giới quan sát, Trung Quốc có thể làm nhiều hơn về mặt này. Hiện tại, bất cứ khi nào có lũ lụt, mọi người có xu hướng nhìn vào đập Tam Hiệp và hy vọng nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề. Tuy nhiên, như đợt lũ năm nay cho thấy, suy nghĩ này là sai. Theo các nhà phân tích, việc xây dựng đập Tam Hiệp phải trả giá bằng những thiệt hại về xã hội và môi trường khi hàng triệu người phải di rời. Lợi ích của con đập sẽ được bảo vệ và tăng cường bằng cách tập trung vào các dự án kiểm soát lũ phụ trợ nhỏ hơn, theo tờ South China Morning Post cho hay. Kính thưa quý vị, các chuyên gia quốc tế lưu ý, đừng mong đập Tam Hiệp Trung Quốc có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề về lũ lụt trên sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp là dự án thủy điện lớn nhất từng được xây dựng. Khi bắt đầu xây dựng năm 1994, đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để sản xuất điện mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, chế ngự dòng sông dài nhất Trung Quốc, bảo vệ hàng triệu người khỏi lũ lụt nghiêm trọng, đồng thời là biểu tượng của sức mạnh công nghệ, lòng tự hào dân tộc, theo CNN cho hay. Toàn bộ dự án đập Tam Hiệp trị giá 200 tỷ nhân dân tệ, khoảng 28,6 tỷ đô la Mỹ, mất gần 2 thập kỷ để xây dựng và khiến hơn 1 triệu người dọc theo sông Dương Tử phải sơ tán. Đập Tam Hiệp được coi là có thể bảo vệ cộng đồng dân cư quanh hạ lưu sông Dương Tử trước trận lũ lụt trăm năm một lần, nhưng năng lực này thường xuyên bị nghi ngờ. Câu hỏi về đập Tam Hiệp gần đây trở lại khi lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng ở Trung Quốc trong vài tháng qua. Lưu vực sông Dương Tử chứng kiến lượng mưa trung bình lớn nhất trong gần 60 năm kể từ tháng 6, khiến dòng sông và nhiều phụ lưu bị tràn bờ. Lũ lụt Trung Quốc tới nay khiến hơn 168 người đã chết hoặc mất tích, 3,67 triệu người phải sơ tán, 54,8 triệu người bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế 144 tỷ nhân dân tệ, khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp thành công trong việc đóng vai trò quan trọng để ngăn lũ lụt. Nhà vận hành đập Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng đập Tam Hiệp ngăn được 18,2 tỷ mét khối nước lũ tiềm năng. Một quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc trao đổi với nhật báo China Yonhap Daily rằng đập Tam Hiệp đã làm giảm hiệu quả tốc độ và mức độ mực nước dâng ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử. Tuy nhiên, nhiều trạm đo dòng chảy sông Dương Tử chứng kiến lượng mưa cao kỷ lục vào mùa hè năm nay, với một số nhà địa chất đánh giá đập Tam Hiệp có vai trò hạn chế trong kiểm soát lũ và đập Tam Hiệp không thể ngăn lũ lụt nghiêm trọng. Có 3 đỉnh lũ đổ về đập Tam Hiệp trong tháng trước, con đập trên sông Dương Tử đã mở các cửa xả lũ nhiều lần kể từ cuối tháng 6 năm nay. Việc xả lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp dẫn tới nhiều chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc là làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu con sông dài nhất Trung Quốc. Công ty vận hành đập Tam Hiệp bác bỏ thông tin này, trong đó khẳng định đập Tam Hiệp đã giúp trì hoãn và điều chỉnh dòng chảy nước lũ xuống hạ lưu. Tuy nhiên, nước lũ ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã dâng cao vượt mức cao nhất trong lịch sử, vượt kỷ lục do lũ lụt thảm khốc năm 1998, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Những nơi khác thuộc hạ lưu sông Dương Tử cũng ghi nhận mực nước phá vỡ kỷ lục trước đó. David Sharman, giáo sư danh dự về địa lý tại Đại học Alabama, Mỹ, đã nghiên cứu về lũ lụt ở trung lưu sông Dương Tử, nhận định mực nước dâng vượt kỷ lục cho thấy đập Tam Hiệp không thể ngăn lũ lụt nghiêm trọng. Đó là một tuyên bố theo căn cứ thực tế, con đập này đã hoạt động đầy đủ trong nhiều năm nay và hiện chúng ta có mực nước cao nhất từng được ghi nhận, chuyên gia người Mỹ chỉ ra. Những nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Trung Quốc và nước ngoài trong những năm qua, giáo sư Sharman nói thêm, đã nhận thấy hồ chứa đập Tam Hiệp quá nhỏ để có thể giảm đáng kể việc xả nước xuống hạ lưu trong những trận lũ lụt nghiêm trọng dù nó giảm bớt lũ lụt trong những năm bình thường. Miroslav Marenson, phó giáo sư về hồ chứa và thủy điện tại Viện IED Defred
về giáo dục nước ở Hà Lan cho hay, vấn đề không phải ở thiết kế của đập Tam Hiệp mà là ở kỳ vọng rằng đập Tam Hiệp có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề về lũ lụt trên sông Dương Tử, không thể làm được điều đó chỉ với một con đập, ông nói. Ví dụ, đập Tam Hiệp có thể làm giảm cường độ lũ từ thượng nguồn, đến một mức độ nhất định nó sẽ không thể ngăn lũ lụt do lượng mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử cùng với phụ lưu trong toàn bộ lưu vực, ông nói thêm. Và vấn đề là nhiều đợt mưa lũ lụt ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc trong mùa hè năm nay là do những cơn mưa lớn đổ xuống hạ lưu không hề đi qua đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, qua ảnh vệ tinh chúng ta có thể thấy các thành phố Trung Quốc ngập sâu trong lũ sông Dương Tử. Lũ lụt ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ xảy ra ở cả thượng nguồn và hạ lưu đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử trong mùa hè năm nay. Hình ảnh vệ tinh về lũ lụt ở các thành phố lớn dọc theo sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc trong đợt lũ số 2 của năm nay được Taiwan News công bố hôm qua. Công ty chụp ảnh vệ tinh Canada ProMakeri cũng đã cung cấp hình ảnh của các thành phố Vũ Hán, Nam Xương và Trùng Khánh trước khi các đợt lũ lớn bắt đầu và sau khi trận lũ số 2 bắt đầu tàn phá khu vực. Những hình ảnh được chụp bằng vệ tinh có độ phân giải cao Planescope và được ProMakeri xử lý. Trùng Khánh. Trùng Khánh ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bắt đầu hứng mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng vào trung tuần tháng trước. Những trận mưa lớn đã gây lũ lụt nghiêm trọng trên khắp thành phố khiến 188.025 người ở 19 quận huyện bị ảnh hưởng, 1.000 ngôi nhà bị phá hủy và 6.000 hecta hoa màu bị ngập, theo China News Service cho biết. Hình ảnh trước và sau lũ lụt ở Trùng Khánh cho thấy những bờ cát, đảo và bến tàu ở các quận Du Trung và Nam Ngạn có thể nhìn rõ đã bị nước lũ màu nâu dày đặc bao phủ trong tháng trước. Lưu lượng tàu thuyền chở hàng hóa trên sông Dương Tử đoạn qua Trùng Khánh dường như đã giảm xuống không trong tháng qua. Vũ Hán. Vũ Hán, nơi khởi phát dịch COVID-19 vào cuối năm 2019, nằm ven sông Dương Tử, hạ lưu đập Tam Hiệp do đó cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi lũ lụt, mực nước dâng cao đáng kể ở Vũ Hán kể từ hồi tháng 6. Vừa qua, Tân Hoa Xã cho biết trận lũ lụt số 3 năm 2022 đã hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử. Trận lũ lớn đổ về đập Tam Hiệp với dòng chảy cực đại lên tới 61.000 mét khối mỗi giây vào lúc 8 giờ sáng, đánh dấu đợt lũ lụt lớn nhất đổ về đập Tam Hiệp cho tới thời điểm đó. Đập Tam Hiệp cũng xả lũ ở mức 33.000 mét khối mỗi giây. Trong ảnh là mực nước sông Dương Tử dâng cao hơn nhiều so với hình ảnh cách đó 2 tháng. Nam Xương. Nam Xương nằm cạnh hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử. Hôm vừa qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất đoạn đê vỡ dài 188m ở hồ Bà Dương. Đoạn đê vỡ dài 188m trong suốt 9 ngày đã gây ra lũ lụt trên diện rộng. Trên 15 ngôi làng và các cánh đồng nông nghiệp ở tỉnh Giang Tây, hơn 14.000 người đã phải sơ tán. Trong ảnh, chúng ta có thể thấy các hòn đảo và những khu vực cây xanh ven sông Dương Tử đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước lũ, khác hẳn với màu xanh tươi sáng. Sau 2 tháng mưa lớn và lũ lụt kinh hoàng trên sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, tính tới nay, lũ lụt do mưa gây ra đã ảnh hưởng tới 54,8 triệu người tại 27 khu vực cấp tỉnh thành. Do thiên tai quy mô lớn ở Trung Quốc, 168 người chết hoặc mất tích, có 3,86 triệu người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị lũ lụt tàn phá. Do mưa lũ, 41.000 ngôi nhà bị sập và 388.000 ngôi nhà bị hư hại. Tổng cộng 5,38 hecta đất nông nghiệp bị phá hoại và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 145,43 tỷ nhân dân tệ, khoảng 20,96 tỷ đô la Mỹ. 141 người chết trong mưa lũ lịch sử tại Nhật. Quý vị thân mến, số người chết sau nhiều ngày mưa lớn tại Tây Nam Nhật Bản đã lên đến 141. Nhiều gia đình vẫn sống trong cảnh không có điện. Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay cho biết ít nhất 10 người mất tích và 141 người thiệt mạng sau khi mưa lớn nhiều ngày gây lũ lụt và sạt lở đất khiến một phần Nhật Bản bị tàn phá. Trong khi đó, truyền thông địa phương nói rằng hàng chục người vẫn chưa được tìm thấy. Sau khi dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn, Nhật Bản đang chuyển hướng tập trung sang tìm kiếm và cứu hộ. Cảnh sát, lính cứu hỏa và quân đội đang dọn dẹp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những người mất tích. Chúng ta sẽ đoàn kết và hành động nhanh chóng để vận chuyển nhu yếu phẩm tới các nạn nhân thiên tai bằng cách phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong một cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm ứng phó thảm họa.
hàng nghìn ngôi nhà đã bị hư hại, gần 17.000 hộ gia đình chưa có điện, trong khi đường dây điện thoại ở nhiều khu vực đã bị cắt đứt. Theo CNN, mưa lớn bắt đầu từ tuần trước đã cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và khiến 2 triệu người dân phải di tản. Một số người không thể sơ tán đã tìm cách trú trên mái nhà khi nước lũ quét qua. Hôm qua, Bộ trưởng Nội các Yoshihide Suga cho biết trận mưa lịch sử ở nhiều nơi trên đất nước đã khiến các con sông tràn bờ, gây ra lũ lụt và lở đất ở một số khu vực. Mặc dù cảnh báo mưa lớn đã được dỡ bỏ, Suga lưu ý người dân vẫn nên cảnh giác lở đất và thời tiết nắng nóng trong vài ngày tới. Khoảng 73.000 người đã được huy động cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu ở thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt ở Trung Quốc trong những ngày qua đã làm sập một cây cầu ở thác Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, cây cầu ở thác Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc bị hư hại do lũ lụt, buộc phải đóng cửa điểm du lịch nổi tiếng này trong tuần qua. Thác Hồ Khẩu, thác nước lớn nhất trên sông Hoàng Hà, cũng nổi tiếng là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới với chiều cao 20m, chiều rộng thay đổi theo mùa, có thể lên đến 50m trong mùa lũ. Từ đầu tuần trước, thác nước Hồ Khẩu đã bước vào mùa lũ năm 2022 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Khẩu đã lên hơn 1.500 m3 trên giây, gấp 3 lần lưu lượng bình thường. Do mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước, nổi tiếng trên toàn thế giới vì nước có màu vàng, thác Hồ Khẩu giống như một ấm trà khổng lồ với hình ảnh dòng nước vàng chảy cuồn cuộn và đặc biệt hung dữ trong mùa lũ. Sông Hoàng Hà cũng là một trong những nơi sở hữu dòng chảy của lũ mạnh nhất thế giới. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ của thác nước màu vàng lớn nhất thế giới mỗi khi mùa lũ về thu hút không ít du khách. Hôm qua, Trung Quốc cảnh báo mưa bão cấp 4 ở nhiều tỉnh thành, báo động nguy cơ lũ lụt và lở đất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu xanh cấp thấp nhất trong thang cảnh báo 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc về các trận mưa bão ở một số tỉnh và khu vực nơi đã hứng chịu lũ lụt và mưa như chút tàn phá trong hơn 2 tháng qua. Tân Hoa Xã dẫn bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho hay, từ ngày hôm nay đến ngày mai, dự kiến sẽ có mưa xối xả ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Một số khu vực nói trên sẽ có lượng mưa hơn 70mm mỗi giờ, kèm theo dông bão và gió mạnh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác về khả năng xảy ra lũ lụt, lở bùn và lở đất, đồng thời khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm. Trung Quốc có một hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ là màu nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Lũ lụt gây nguy cơ đe dọa an ninh lương thực tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt ở Trung Quốc kéo dài hơn 2 tháng qua đã hủy hoại mùa màng của nông dân, làm tăng giá và gây nguy cơ đe dọa an ninh lương thực. Vào thời điểm này trong năm, lúa trồng trong trang trại của gia đình Bao Wen Tao lẽ ra đã sẵn sàng để thu hoạch. Nhưng năm nay, lũ lụt đã nhấn chìm những vùng đất rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc, bao gồm hơn 36 mẫu lúa mà Bao, 19 tuổi và cha anh trồng ở gần hồ Bà Dương. Mùa màng thất bát hoàn toàn, lúa đã gần chín và chuẩn bị thu hoạch trước lũ, nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn nữa. Bao nói với CNN Business trong một cuộc phỏng vấn trên ứng dụng mạng xã hội WeChat, đồng thời cho biết thêm rằng gia đình anh đã mất khoảng 200.000 nhân dân tệ, khoảng 28.000 đô la Mỹ. Nước lũ dâng cao làm vỡ đê bao hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây vào tháng trước, phá hủy hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp ở nơi được gọi là vùng đất của cá và lúa. Lưu vực sông Dương Tử, trong đó bao gồm hồ Bà Dương và trải dài hơn 6.200 km từ Thượng Hải ở phía đông đến biên giới Tây Tạng ở phía tây, chiếm 70% sản lượng gạo của Trung Quốc. Đối với những người nông dân như cha con anh Bao, thiệt hại thật nặng nề. Mưa lũ không chỉ làm hỏng mùa màng mà họ sắp thu hoạch, mà quy mô của lũ lụt khiến họ không thể cứu vãn được gì từ năm nay. Đất vẫn còn ngập nước, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thu hoạch được gì cả trong năm nay, Bao nói. Trận lụt tràn ngập trang trại của Bao và hơn 13 triệu mẫu đất trồng trọt là trận lụt tồi tệ nhất Trung Quốc phải trải qua trong nhiều năm. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của lũ lụt là 21 tỷ đô la Mỹ. Do đất nông nghiệp, đường xá và các tài sản khác bị phá hủy, khoảng 55 triệu người, bao gồm cả những nông dân như Bao, đã bị ảnh hưởng. Hậu quả lũ lụt Trung Quốc là một tin xấu đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang ở trong tình trạng mong manh vì đại dịch COVID-19 vừa qua, nay lại đang tái phát.
Trong khi đó, lũ lụt ở Trung Quốc có thể sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn. Dự kiến mưa lớn tiếp diễn trong suốt tháng này và các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo rằng lũ lụt có thể lan rộng hơn về phía Bắc, đe dọa đến thu hoạch lúa mì và ngô. Thưa quý vị, không rõ nguồn cung cấp lương thực của Trung Quốc có thể gặp rủi ro như thế nào vì chính phủ chưa công bố chi tiết cụ thể về tình trạng sản xuất hiện tại. Theo các nhà phân tích tại Nomura, nếu lũ lụt được kiềm chế vào cuối tháng này, tăng trưởng GDP nông nghiệp có thể giảm gần 1% trong quý 3 năm 2022, tương đương với hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ sản lượng nông nghiệp bị mất. Số tiền đó dựa trên những thiệt hại được ghi nhận vào giữa tháng trước tại 7 tỉnh miền Nam bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Trong khi đó, các nhà phân tích tại công ty môi giới Trung Quốc Xinhua Gongguan gần đây ước tính rằng Trung Quốc có thể mất 11,2 triệu tấn lương thực so với năm ngoái. Do diện tích đất trồng trọt bị phá hủy vào giữa tháng trước, con số đó sẽ tương đương với 5% lượng gạo mà Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, thiệt hại có thể còn tồi tệ hơn. Theo phân tích của Nomura dựa trên dữ liệu với những cánh đồng hoa màu bị ngập lụt mà chính phủ Trung Quốc công bố vào tháng trước, kể từ đó, diện tích đất trồng trọt bị thiệt hại đã tăng gần gấp đôi, theo Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc. Các nhà phân tích chỉ ra rằng giá ngô ở Trung Quốc đã tăng cao, tháng trước cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các nhà cung cấp dữ liệu SCI của Trung Quốc, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm. Trong khi đó, giá đậu tương cũng tăng vọt trong nửa đầu năm 2022, giá đậu tương trong nước đã tăng khoảng 30% so với cuối năm ngoái. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, các nhà phân tích từ Bao Trang Future, một công ty môi giới hợp đồng tương lai của Trung Quốc cho rằng sự tăng giá chủ yếu là do lo ngại về thời tiết khắc nghiệt ở các khu vực sản xuất đậu tương và sự bất ổn trong quan hệ Mỹ-Trung. Trung Quốc lập kỷ lục về lũ lụt nguy cấp từ đầu năm đến nay. Quý vị thân mến, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung Quốc đã trải qua 21 trận lũ lụt ở quy mô lớn. Theo Thời báo Hoàn Cầu, số lượng trận lũ lụt năm 2022 tính đến nay gấp 1,6 lần so với những năm trước, đạt kỷ lục lịch sử kể từ năm 1998. Lũ lụt xảy ra trên 6 lưu vực sông chính ở Trung Quốc, bao gồm sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, tổng cộng 833 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo, nhiều hơn 80% so với cùng kỳ năm 1998. Trong đó, 277 con sông đã vượt mức an toàn và 79 con sông đạt mức cao kỷ lục. Năm 2022, lượng mưa trung bình trên toàn quốc đạt 616mm, nhiều hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Dự báo trong 3 ngày tới, một số nơi ở khu vực phía Tây và phía Nam của Trung Quốc, bao gồm tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to. Mực nước tại một số sông lớn ở Đông Bắc Trung Quốc vẫn ở mức cho phép hoặc mức cảnh báo. Bộ và các cơ quan chức năng cam kết sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát lũ, kiên cố các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ khi đang trong giai đoạn cuối mùa lũ. Trung Quốc vẫn duy trì ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở cấp 4, cấp thấp nhất trong thang 4 cấp. Hai nhóm thuộc Bộ Thủy lợi vẫn đang ở tỉnh Hóc Long Giang để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt của địa phương. Lũ lớn ập về làm vỡ đập trên sông lớn ở Hóc Long Giang. Kính thưa quý vị, con đập trên sông lớn ở Đông Bắc Trung Quốc xảy ra do lũ lụt ập tới khi mưa bão nhiều ngày đã bị vỡ hôm qua. Những đợt lũ lụt lớn ập tới trên sông Mậu Đơn hay Mậu Đơn Giang khiến một con đập bị vỡ ở huyện Ia Lan, ngoại ô Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc trong sáng hôm qua, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Đoạn bị vỡ của con đập trên sông Mậu Đơn lên tới khoảng 80m. Vụ vỡ đập trên sông Mậu Đơn xảy ra sau nhiều ngày mưa bão liên tục trong khu vực. Sông Mậu Đơn là chi lưu lớn nhất ở trung lưu của sông Tùng Hoa. Sông Mậu Đơn có chiều dài hơn 700km, chảy qua hai tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm của Trung Quốc. Thông tin về vụ vỡ đập ở Hắc Long Giang, Tân Hoa Xã cho biết thêm, giới chức đã sơ tán cư dân ngay trước khi lũ lụt nguy hiểm đe dọa. Cư dân ở hai làng ven sông được sơ tán tới các địa điểm an toàn, không có thương vong được ghi nhận sau vụ vỡ đập. Lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998 mà Trung Quốc phải đối mặt trong năm nay gây tổn thất lên tới hơn 29 tỷ đô la Mỹ. Hôm qua, Asia Insurance Review dẫn lời một quan chức Trung Quốc. Lũ lụt Trung Quốc năm 2022 đã ảnh hưởng đến gần 70 triệu người dân trên 28 tỉnh thành. Ông Liu Qiugang, quan chức Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc thông tin thêm. Theo ông, khoảng 751 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động và tình hình ở một số con sông lớn, trong đó có sông Dương Tử, sông Hoàng Hà cùng các hồ lớn như Hồ Thái Hồ đã dẫn tới lũ lụt. Đây là lần đầu tiên ba lưu vực sông lớn
trong khu vực kể từ năm 1998. Ông Lin nói, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ lụt tiếp tục xảy ra ở Trung Quốc trong mùa thu này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Trung Quốc buộc phải xả lũ đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử do nước lũ dồn dập đổ về. Sông Dương Tử đã chứng kiến trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1981 do mưa lớn không ngừng. Lũ lụt cũng buộc giới chức phải sơ tán hơn 100.000 cư dân trong khu vực. Một quan chức Trung Quốc khác thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp, ông Yu Shenwen cho biết số người chết do lũ lụt năm nay thấp hơn, cụ thể là 271 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai, thấp hơn 49,8% so với mức trung bình của cùng kỳ trong vòng 5 năm qua. Ông lưu ý gần 4,7 triệu người được sơ tán tới những nơi an toàn trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm nay. Đây là con số cao nhất trong những năm gần đây.